Ôi, hạnh phúc quá mọi người ơi. Nói chung là Hen cũng thay mặt bé Bân cảm ơn các những cái người mà đã yêu thương, đã dành một cái sự vốn rất là cao, các nhà tài trợ đã rất là support cho Bân. Ok, thắng vốn cũng được, không sao cả. Miễn là vào top và hãy xem là Việt Nam tí nữa chinh chiến trong các top nha mọi người. Hen rất là thương bé Vân luôn. Thế em được gọi top mà hạnh phúc kinh khủng khiếp luôn. Da gà nổi rừng luôn ấy. Tất cả mọi người ở đây đang rất là hạnh phúc luôn. Mọi người chờ một tí nha. Bây giờ vẫn đang quảng cáo. Đúng rồi á, gọi tên Việt Nam mà muốn tụt cả huyết áp luôn á. Nhưng bên này muốn tắt thở luôn á. Kiểu như là nín thở để nghe tên gọi Khánh Vân. Cái xong lúc mà đang livestream á, tại vì cái này nó vẫn chậm hơn, nhưng mà trên livestream á, mọi người bảo là Khánh Vân vào top rồi chị ơi. Xong bên này hô lên Việt Nam vào top rồi. Xong nguyên cái căn phòng này mọi người thở và hết một cách rất là cuồng nhiệt luôn. Cảm ơn tình cảm của mọi người rất là nhiều luôn. Cảm ơn tình cảm của mọi người rất là nhiều luôn. Hen trong cái thời gian bé Vân đi thi, Hen mắc cười lắm. Nói chung là anti fan ảo hay là ở đâu ra chửi Hen rất là nhiều. Ví dụ như là nói là khi mà bé Vân về là Hen sẽ tắt đài. Hen thấy là mọi người toàn là comment khiêu khích để hai chị em chúng tôi có cái khoảng cách. Mà trong khi đó chúng tôi rất là thương nhau, cả nhà của Miss Universe, các chị em đều rất là thương nhau hết. Đó, xong còn bảo Hen là Hen mà vote ấy, hay là Hen thể hiện một cái sự cuồng bé Vân hay gì đó, thì lại bảo Hen là giả tạo. Thấy điêu không? Nói chung là Hen cảm thấy là mọi người ác khẩu ghê gớm luôn á. Xong rồi khi mà Hen đăng lại cái hình cũ kỷ niệm thì bảo Hen là thiếu tinh tế. Hen mà đăng cái top list mà của người ta share lên á thì lại bảo Hen là không đủ trình. Nói chung là mình xem mà mọi người, nói chung là mình trong cái trận chiến này, Hen là vừa phải làm sao được mình vẫn luôn trong cái tinh thần là cổ vũ, không bị những cái anti fan làm đập đổ tinh thần của mình hay là tình cảm của hai chị em chiến đấu vậy luôn á. Nói chung là Hen thương lắm, quý lắm. Nói chung là chị em Miss Universe á, cái mong muốn của tụi Hen á là đó là muốn Việt Nam luôn luôn được in top và có một chuỗi càng ngày càng đi sâu. Đó là lý do mà tại sao khi mà Hen chia sẻ, hết sức luôn, moi hết tất cả những cái gì mà mình biết để chia sẻ. Mục đích là gì? Để cho Việt Nam mình in top càng ngày càng. Đừng có cười trên mày của Hen nữa nha. Đây là một sự cố. Đừng có cười trên mày, Hen đang tâm sự. Vẫn đang quảng cáo, sorry mọi người nha. Bây giờ là mọi người xem Hen thôi. Đang quảng cáo, khi nào hết quảng cáo Hen sẽ đi vô. Nhưng mà cái tóm lại là Miss Universe có rất là nhiều điều hay. Đó là thứ nhất là các cô gái luôn luôn rất là mạnh mẽ để vượt qua sóng gió từ bản thân mà nha. Giống như bản thân Hen cũng vậy, Hen cũng có những cái mà mọi người chỉ trích trên mạng xã hội. Hello, cảm ơn lời chúc sinh nhật của em. Đang nói cái gì ta? Đó, vẫn phải vượt qua, bé Vân cũng như vậy luôn. Chị Phạm Hương cũng như thế luôn. Nói chung là tất cả những cái Hoa hậu Hoàn Vũ á, họ đều có cái sức mạnh đó. Và năm nay lại là một cái năm nói về nữ quyền nhiều hơn nữa, nên là hy vọng các cô gái mà đi thi Miss Universe á, phải cực kỳ tự tin, quyết liệt, phải là những cô gái tự lập nha, độc lập nha, tự bản thân mình gây dựng cái tương lai của mình, tự bản thân mình vươn lên và cố gắng vượt qua mọi thử thách. Nhớ nha, các cô gái của Miss Universe năm nay. Nói chung là yên tâm, khi mà đã vào ngôi nhà chung của Miss Universe rồi á, Miss Universe Việt Nam á, các chị em sẽ rất là nâng đỡ, sẽ rất là hỗ trợ hết mình. Còn anti fan á sẽ luôn soi, sẽ luôn dựng những cái ABC gì đó, nhưng mà thực tình là nó không hề có. Nên là mọi người, những fan mà chân chính đã yêu thương rồi á, thì mọi người sẽ quan tâm và biết tình cảm của các chị em như thế nào và mọi người hỗ trợ như ra làm sao. Thấy không? Nói chung là trong trận vừa rồi là Hen chịu mắc cười lắm. Hen bị kiểu như là phải đi giải thích rất là nhiều vì cái chuyện đó luôn. Mọi người không có nghĩ là tại sao Hen lại nói hết nhiều như vậy, tại sao Hen lại kêu gọi như vậy. Thì người ta yêu thương người ta mới làm được cái chuyện đó, còn không làm sao mà làm được, đúng không? Vậy mà vẫn dựng là Hen giả tạo, Hen thiếu tinh tế, Hen không đủ trình. Ôi, Hen quạo lắm luôn á.
nói chung là đang mùa dịch nữa chứ, kiểu như là mình ở nhà mà đang stress mà mình không có được làm gì rồi mà thêm những cái lời đó nữa, wow lắm luôn á. Nhưng mà xin lỗi, không bao giờ mà đánh sập được cái trái tim của Hen, cái tình cảm chị em ở ngoài đâu ha. Nói chung là vậy đó.